Người biết ơn là người có phước. A Di Đà Phật. Mấy bé vô chùa chúng ta nhìn bé nào cũng có phước đặc biệt. Biết sao? Con niệm Phật nhiều quá nên nhìn mặt mày sáng sủa, sắp xếp các cháu ngồi rất là đẹp, ngồi ngay thẳng rồi ha, quay phim đẹp lắm á. Các con về coi những đoạn phim này lại thấy kỷ niệm lắm, mà chắc chắn rằng là ai coi cũng khen, thấy con nít mà giỏi quá. Ngồi thẳng lưng rồi ngồi nghiêm túc, ngồi đàng hoàng nghe thầy nói chuyện. Đây chắc là sau này lớn lên trở thành những Phật tử thuần thành sau này. Tại vì con được rèn luyện biết niệm Phật, biết lễ Phật, rồi khi nói chuyện rồi biết vỗ tay rồi nữa chứ. Này là đặc biệt lắm đó nghe. Nên chúng ta hôm nay học tập người mà biết ơn thì người có phước. Những đức hỏi các con là đối với cha mẹ mình sinh mình, nuôi mình khôn lớn, các con biết ơn không? Vì mình biết ơn cha mẹ mình, mình có dặn cha mẹ mình không các con? Tuyệt đối không được dặn cha mẹ nghe. Dù cha mẹ có la quan mình cũng không dặn nữa, đúng không? Ví dụ như cha mẹ mình la mình cái mà mình hờn dặn, vậy tốt hay xấu các con? Nhớ nghe, cha mẹ mà la mà buồn dặn là xấu đó. Mà các con muốn làm người xấu không? Vậy đứa nào muốn làm người tốt đưa tay lên coi. Đó, ai cũng muốn làm người tốt chứ ha. Thôi để tay đi. Đúng rồi. Vậy thì mình biết ơn cha mẹ mình, đã là biết ơn rồi thì mình không có dám buồn dặn cha mẹ mình. Buồn dặn cha mẹ là người xấu. Vậy thì các con đi vô trong chùa hay là vô trường học, thầy cô giáo dạy mình, các con biết ơn không? Vậy thì thầy cô giáo lỡ la quan mình, các con có dặn không? Nhớ nghe, lỡ la quan cũng không được dặn. Vậy có bé nào ở đây đã từng dặn cha mẹ và dặn thầy cô giáo không? Đưa tay anh coi. Thật lòng đưa tay đi. Trước Tam Bảo mình xin sám hối. Rồi để tay đi. Thấy chưa? Biết dặn là xấu à, nhưng mà hỏi đưa tay lên coi thì ai cũng có dặn hết chứ, thấy không? Mà như Đức hỏi các con là mang tâm buồn dặn á, các con có vui không? Không, nhỏ sao cái gì người ta cũng biết chứ chật. Buồn dặn đâu có vui đâu. Đã buồn dặn không có vui gì thì buồn dặn chi vậy? Nhớ xíu xíu cũng buồn dặn nữa. Kỳ cục thế ghê. Đó, ngộ ghê á. Mà buồn dặn ai dạy các con? Có ai dạy con buồn dặn không? Sao không ai dạy buồn dặn nhưng mà biết buồn dặn chợ? Ngộ ghê, thấy không? Đó. Khi mình học tập mình mới thấy nha. Thì ra là cái buồn dặn này nó nằm trong cái tâm thức nhiều đời nhiều kiếp gì đâu. Tự nhiên con nít nó xíu xíu mà cũng biết buồn dặn. Nó rồi chấp hờn ha. Biết dặn lẫy nữa chứ. Nói đến dặn lẫy. Thí dụ như ở đây có bé nào mà ví dụ như mình ăn cái gì đó mà la mình cái là mình bỏ đũa ngang, bỏ chén ngang, không ăn, nghỉ ăn. Rồi mang cái mặt xù xụ đi chỗ khác ngồi. Buồn. Có không các con? Đứa nào vậy đưa tay coi.
Ồ người ta hiểu hết trơn nha trời. Rồi để tay đi, nhỏ xíu mà nói gì cái là biết liền. Biết ăn cái gì mà la cái là buồn giận đồ giận lẫy rồi thấy không. Nhỏ xíu cũng biết nè, chưa tí tí cũng biết nè. Đó. Thôi bây giờ mình tập lại đi các con. Còn nhỏ mà đụng cái gì cũng buồn giận hết chứ. Sau này lớn lên cái mặt cái thường gì nè. Giống như ai mà la đến một cái là thấy không, ai la cái mặt lùm 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 vậy đó phải không, ai mà la cái là kênh nha. Thấy không đó, la cái mà mặt kênh của đó là thua đó. Không có tập cái tính đó đâu. Thí dụ như các con còn nhỏ mà ai mà nói đến cái là buồn giận, sau này các con khổ dữ lắm. Đi làm ở đâu người ta cũng ưa đuổi mình lắm. Tại vì ông chủ bà chủ chỉ cần la mình cái là cái mặt mình là người ta đuổi, người ta không cho làm nữa. Nên cuộc đời mình cứ lang thang hoài, khổ dữ lắm nghe không. Nên những đức mới dạy các con là mang tâm cảm ơn đi, thấy không? Như cái câu những đức thường nói, nếu mình mang cái tâm cảm ơn người mà la gầy hờn trách mình thì tức khắc mình sanh trí tuệ. Còn mình mang cái tâm buồn giận là mình ngu si. Những đức còn khang tiếng nha, mà lên nói chuyện các con thấy các con vô đây đông gì, muốn có gì một hai buổi nói chuyện của một tuần để chi phải không, để cũng làm kỷ niệm. Có những đứa bữa nay cũng đi về nên muốn nói chuyện gì để quay những đoạn phim và những cái lời dạy để lại, để khi các con về nhà coi. Ví dụ như mình bật tivi lên mình coi, mình thấy mình ví dụ như mình tên Án đi, đoạn phim nó quay ngang mình nó ô Án kìa, thấy không? Mình thấy mình phái lắm luôn các con. Như đứa hỏi các con nè, ví dụ như phim mà quay chúng các con á, về coi các con thấy các con thích không? À, vì mấy thầy quay cho chúng các cháu đều đều nghe. Mình về mình coi mình cũng kiếm mình chứ không phải giỡn đâu nghe. Kiếm của mình ngồi ở đâu á, mà mình ngồi mà ngay ngắn, thấy quay mà thấy mình đẹp á thì tự nhiên mình thấy thích lắm. Nên là mấy thầy quay nhiều nhiều các cháu cái đoạn này là như Đức nói chuyện, cái lấy hết cái cháu đi, lấy mấy gương mặt của nó con bé này thấy chưa, ta nó xíu xíu mà nó ngồi bán già ghê chưa, mặt dễ thương ghê chưa, nó thấy chưa, quay phim liền không, cười lên con, mặt cười cười lên. Ừ, phim người ta quay tới mình á, mặt mình làm gì nè. Mình làm gì mà cái miệng mình vậy nè các con. A-di-đà-phật. Nhép môi niệm Phật. Chứ máy phim mình nó quay mình mà mình mặt mình quay cái đó nó nghĩ lấy, nó không lấy đâu. Tại vì mặt mình chậm dặm kỳ quá. Tự nhiên máy quay phim quay tới mình mà mặt gì nè, ai đâu lấy phải không. Nên máy quay phim mà quay tới mình là mặt mình cười cười lên liền, cười cười miếm miếm, còn cái miệng nhép nhép môi vậy nè. A-di-đà-phật. Các con có phước. Tự nhiên người ta nhìn thấy các con, ta nói ồ nít mà hay ghê ta, biết niệm Phật, đúng không? Đó. Nên mỗi lần máy quay phim mà quay đến mình nghe, cái hình ảnh ta nhìn thấy mình, dù mình đẹp mình xấu gì kệ, nhưng mà cái mặt mình cứ gì nè, người ta lấy.
chứ đừng có người ta quay lại mà nhìn cái mặt. Ai đâu lấy đúng không? Đó nên mấy chú quay từ ở trên đây quay xuống, rồi quay các cháu ở dưới cho kỹ nghe. Chứ không thôi mấy cháu chứ nói sao quay trên đây hoài, cứ quay mặt tiền hoài mà không quay đường hẻm, thấy không? Quay tuốt ở dưới đồ luôn để cho các cháu dưới cũng được lên phim ảnh hết luôn. Những đức thấy lên đây rất là hoan hỷ, nhất là gì? Nhìn thấy cháu nào mặt mày cũng sáng sủa mà dễ thương. Đúng rõ ràng các cháu vô chùa mình cháu nào cũng thiện căn nha, thấy không? Nhìn thấy rõ ràng luôn, thiện căn mà dễ thương thì sao? Chắc quay lên mà cha mẹ nhìn thấy các con cũng khen. Những đức nói thiệt chứ, nhờ cô Viên Nhật đồ này kia cô dạy các con này ha, cũng ngồi nghiêm túc đàng hoàng. Chứ nhiều thằng con trai là những đức thấy quay phim nó không bằng mấy nhóm gái. Mấy thằng trai bên kia mà mỗi lần quay phim nó nói gì, nó ngồi gì nè. Mà các con thấy ngồi mà thầy dạy mà mình ngồi gì đẹp không các con? À, khi ngồi mà quay phim mà nhiều thằng nó ngồi gì lại nè. À, rồi nhiều thằng nó còn làm trái tim nữa chứ. Ngộ ghê, thấy không? Rồi mấy nhỏ gái người ta ngồi dễ thương ghê chứ. Không, mình tự nhiên mình nhìn cái thấy hoan hỷ à. Mà dụ như thầy cô giáo mà nhìn học trò mà hoan hỷ là các con có phước. Mà vô trường học mà thấy các con giỡn nói chuyện đồ là trong lòng khó chịu một cái là thấy các con tổn phước rồi, thấy không? Tại vì cái tâm mình biết ơn nên con người mình á, nó trả ơn lại bằng cách là mình nghiêm túc, mình ngồi đàng hoàng. Con người chỉ cần có tâm cảm ơn là con người có phước các con à. Có phước liền. Bây giờ như Đức hỏi các con nè, đơn giản thôi. Các con đi vô đây có ai nhận tiền các con không? Các con có đóng tiền không? Mà có cho ăn đồ đầy đủ không? Mà ăn ngon quá con. Đó. Vậy mà không cảm ơn nữa thôi chắc tôi quýnh đòn quá. Đúng chưa? Thấy không? Không biết cảm ơn là quýnh đòn chết. Nghe chưa? Bữa nay chiều nay Nhân Đức kêu mua bánh tráng. Bánh tráng trộn ngon lắm nha. Mà bánh tráng cái cô này cô trộn ngon lắm. Ở ngoài này nè, bánh tráng mà ở ngoài này là chuyên môn trộn luôn. Rồi lấy sữa đồ xuống cho uống. Rồi chị em cùng ăn bánh tráng. Rồi dưới đó mà có trái cây đồ của Nhật, lấy là thêm số cho các cháu nó ăn. Nguyên một vàng chị em gì mà ngồi ăn chắc vui lắm đúng không các con? Vui quá trời luôn, kỷ niệm quá trời luôn. Dịp hè vô đây. Mà những đứa thấy bây giờ có con nghỉ hè ít quá à. Có nhiều bạn mà mới nghỉ hè có một tuần thôi, mà bữa nay cha mẹ lên rước về đi học. Hồi đó như nghỉ hè được 3 tháng phải không ta? Bây giờ sao nghỉ hè mau dữ cái trời. Mới nghỉ có một tuần bắt đi học rồi. Mấy đứa nhỏ nhỏ chừng nào mới về đi học con? 3 tháng mới về. Ồ, 3 tháng mới về rồi. Gạo chùa không biết còn không đấy. Hiểu không? Rồi, nhỏ nhỏ với 3 tháng mới về ghê chưa? Đó, không mà ở mà dễ thương kiểu này ở bao lâu cũng được. Bây giờ ở luôn tôi cũng cho anh. Thấy không? Chứ ở mà kiểu mà quậy rồi thôi chắc tôi sợ quá. Tôi mong cho gì sớm phức cho rồi. Không các con thấy không? Mình mà dễ thương cái tự nhiên cái mình đi đâu người ta cũng thương thấy không? Mà tự nhiên các con đến là mừng rồi. Mong mà mùa hè mấy nhỏ này đến của ta. Ví dụ nhỏ tên Sòi, tên Cốc gì đó. Nói là mùa hè rồi mà con Cốc con Sòi nó chưa vô. Giống hồi lúc đệ tử quy năm ngoái, con bé này tên Ảnh Ương mà dễ thương lắm. Tại biết sao tên Ảnh Ương mập lù à. Mà nói chuyện cái tiếng ngộ lắm. Mỗi lần nó gặp như Đức là nó chào gì nè.
Dạ chào thầy. À, nó mập cái tiếng nó gì tự nhiên nhà đặt nhỏ anh ương. Mà nó dễ thương dữ lắm á con. Mập, nói chuyện cái tiếng ồ ề, không có đẹp, nhưng mà rất biết nghe lời, dễ thương. Thì tự nhiên năm nay nhà Đức cứ trông bé vô hoài vậy đó. Cứ hỏi cô Nhật là ảnh ương vô chưa cô. Cô Nhật có nói dạ nó chưa, có nhảy vô thầy ơi. Thấy không? Thấy chưa, người ta xấu, nói chuyện ồ ề mà biết ơn, rồi lễ phép, nên được thầy nhắc hoài, thương. Còn có con bé kia nó đẹp lắm, nó rất là đẹp, mà nó tên Mai, thấy không? Đẹp mà tên Mai luôn. Mà có cái là nhỏ thì nó không có ngoan, nó lì, nó hổn nữa. Như Đức hỏi cô Nhật, nói trời năm nay mong cho con nhỏ nó đừng có vô, tại vì nó lì quá, thấy chưa? Con thấy không, dù cho mình xấu nhưng mà mình ngoan, mình dễ thương, thầy cũng nhắc mình hoài. Còn mình đẹp mà mình không có dễ thương, ông thầy cũng mong mình đừng có vô, thấy chưa? Vậy thì các con muốn dễ thương không? Vậy thì mình ngoan, biết nghe lời cô giáo được dạy. Cô Nhật cũng như cô giáo ấy đúng không? Mà cô Nhật có la các con không? Không. Ừ. Có la không? Ừ. Mà lỡ cô Nhật la rồi có buồn không? Nhớ nghe, người ta la mình là người ta giúp mình đó các con, người ta dạy mình đó, hiểu không? Mà cô Nhật cô có dạy các con không? Đúng rồi. Vì thì mình mang tâm cảm ơn chứ đừng có giận nghe. Này bên đây có mấy bé nhỏ nhỏ, trời, người ta nhìn nó ngồi đúng là nít, nhìn mặt dễ thương, ngây thơ nghe. Nó, nên khi mà ăn uống cái gì á, đông gì này chia ra. Ví dụ như 200 bạn đi, một dĩa đồ ăn là bao nhiêu bạn, chia khúm ngồi có hàng lối. Nè. Mà các con ăn có dành ăn không các con? Dành ăn xấu lắm nghe. Người mà dành ăn là xấu như con gấu vậy. Thấy không? Nó không có dễ thương đâu. Bạn bè mà ai ăn nhiều ăn ít kệ người ta, đừng có dành ăn nghe. Đó. Rồi coi vài ngày nữa những Đức kêu đổ bánh xèo thì các con ăn. Thấy không? Đây người ta cũng chuẩn bị làm Phật tử thuần thành. Nói tới công đoạn nào biết vỗ tay. Thấy không? Đây tôi nghĩ nít mấy người này chắc thiện căn giúp dày dữ lắm hay sao. Thấy không? Không phải nít bình thường. Chứ mấy đứa mà bình thường không biết cái gì chắc ngồi, không có ngồi gì đâu. Nó không? Rõ ràng các cháu này là thiện căn rất là dày. Những đứa khen các con là các con có phước rất là lớn. 100% luôn. Tại vì sao gì? Nhỏ xíu gì thôi biết niệm Phật à. Nhớ nè, các con tập niệm Phật nghe không? Cái công đức niệm Phật rất là lớn. Mấy ngày nay các con có nghe những đức kể cái câu chuyện mà cái ông đó, ông lên đên dưới biển 4 ngày 4 đêm mà ông niệm Phật, ông tai qua nạn khỏi không? Có nghe không? Đó, thấy không? Rồi các con có nghe những đức kể câu chuyện mà con bé nó hình như là có mấy tuổi gì à? Mà gia đình nó đi trên đường đèo trên Đà Lạt á, mà nó té rồi, ngồi trên xe không biết dở thì sao, nhỏ lọt xuống dưới đèo mà cao mười mấy thước, té xuống sông á con. Gia đình ngừng xe lại xuống coi thì máu miệng máu mũi gì nó xịt ra. Thì mẹ nói chắc nhỏ chết quá, thôi niệm Phật cho nó đi, nó được tái sinh. Cái đưa lên xe chở đi bệnh viện, thì trên đoạn đường nó cứ niệm Phật suốt cho nó. Vậy mà tới bệnh viện á các con thì nó trở lại bình thường à. Xong đưa nó vô khám thử coi nó có bị nội thương gì không á. Thì bác sĩ khám xong thì
Nói nó chỉ bị chạy xước một chút thôi, chứ không có bị nội thương gì chứ. Con thấy không? Nên cái công đức niệm Phật rất là lớn. Như câu chuyện mà những đứa kể cho các con, mà đứa bé đeo máy niệm Phật á, đứa bé mà đeo máy niệm Phật nè, mà ma con, hai con ma khi con bé này đến chỗ vắng, có hai con ma nói gì nè. Một con đầu tiên nói: xô đi, xô bé này đi, xô nó té. Cái đầu con ma kia nói vậy nè: không 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 không, không có xô nó nghe. Con bé này nó niệm Phật đó, xô nó tội chết. Thấy không? Ma mà còn biết tội chết. Ma gì mà ngộ ghê. Thấy chứ. Đó, đeo máy niệm Phật mà ma nó không xô. Con thấy không? Thì từ nơi đó mà bằng đêm á, những đức dạy các con nè, trước khi ngủ niệm Phật 10 câu rồi hả ngủ. Niệm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm vậy 10 câu rồi các con ngủ. Thấy không? Mà thường ngày các con đi ngoài đường đủ nghe, mà có cái máy niệm Phật hoặc là các con niệm Phật đó nghe, là hay dữ lắm luôn. Rất là hay. Đó. Cháu nhỏ nào ở đây mà chưa có máy niệm Phật đâu, đưa tay anh coi thử coi. Mà các con thích đeo máy niệm Phật không? Thích thiệt không? Vì những đức tặng các con là các con đeo nghe không? À, vậy thì chiều nay á, bây giờ gì nè, con Nhật đi xuống dưới đó đó, lấy giùm cho những đức lên đây 200 chiếc máy niệm Phật, tặng cho mỗi bạn ngừng cái luôn nghe. À, con thấy nói là làm liền đúng không? Nhưng mà món quà của thầy tặng các con biết trân quý nghe chưa? Nên từ nơi đó mà mình đeo cái máy niệm Phật này có phước rất là lớn. Nên đi ngoài đường hay đi học gì đó, đeo vô. Các con hiểu không? Hết pin thì sạc thôi. Nó, các con biết xài không? Ừ, hết pin thì mình sạc. Nhưng mà dụ như thầy tặng mình món quà mình phải quý. Cỡ nào cỡ chứ cũng là món quà người ta tặng mình mà. Nhưng Đức hỏi các con là, ví dụ như các con mua một món đồ và được tặng món đồ, vậy thì món đồ mua quý hay là cái món đồ được tặng quý các con? Đúng rồi, món đồ tặng rất là quý. Vì sao? Vì cái tâm người ta dành cho mình, người ta tặng cho mình. Còn cái món đồ kia là các con bỏ tiền của các con mua thôi, thì mình cũng chẳng quý vì tiền mình mua. Nhưng mà cái món đồ mà tình người tặng cho con người nó càng quý hơn. Thí dụ như Đức dạy các con vừa không lãnh lương mà vừa tặng quà mua đồ ăn các con nữa, thì cái tâm này mình phải chăn quý chứ. Ví dụ như mình đi về nói: ba mẹ ơi, thầy cho con, thầy tặng cho con cái máy niệm Phật nè. Máy niệm Phật này của thầy tặng con đó nghe. Nên con đi đâu con cũng đeo cái máy niệm Phật hết, vì cái máy của thầy tặng và thầy dạy con niệm Phật. Nó niệm Phật á thoát tai nạn, niệm Phật á được bình an. Thấy không? Niệm Phật ma không có nhát. Nên từ nơi đó mà thầy tặng con món quà niệm Phật này. Thầy kể cho con nghe mấy câu chuyện, mà các con nghe mấy câu chuyện các con có nhớ không? Sau này mình biết kể cho người khác nghe. Thí dụ như có những người người ta hỏi: ủa bạn đeo máy niệm Phật chi bạn? Bạn ngồi đây tôi kể cho bạn nghe này nè. Thôi thôi, mấy câu chuyện đi. Câu chuyện này lâm ly bi đát lắm nghe. Ngồi xuống tôi kể cho nghe. Mình làm nghe, nghe ớt. Ngồi xuống, ngồi im tôi kể. Ngồi nghiêm túc, ngồi nghiêm túc tôi không nghiêm túc tôi đá chết. Thấy không? Ngồi tôi kể cho. Bạn biết không? Có cái ông đó, ông đi biển nghe. Thầy kể nghe. Rồi nghe ớn. Té biển cái rầm. Ông trôi dưới biển. Vậy mà cuối cùng ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đó mà ông trôi dưới biển lên ở dưới biển. Ông trôi
Vì mà 4 ngày 4 đêm luôn bạn. Vì mà không còn sống. Trời, rớt xuống biển không chìm. Ồ, nhờ ông niệm Phật. Ông niệm Phật nên ông có chìm. Nó 4 ngày 4 đêm luôn. Mà trên mạng hình ảnh ông kể lại quá trời luôn. Bạn thấy không? Nếu ông không niệm Phật là ông chìm xuống. Cá mập vớt ông. Hiểu chưa? Hiểu không? Nhờ ông niệm Phật mà có mấy cái lòng tông cắn. Hiểu chưa? Nó nên nhờ ông niệm Phật nên không bị cá mập ăn. Bây giờ những đứa hỏi các con dưới biển có cá mập không? Sao các con biết? Ha? À coi thế giới động vật. Đúng không? Thấy dưới biển có cá mập mà. Mình mà không niệm Phật mà như ông đó không kinh niệm Phật là cá biển con quên nó lộn. Cá mập nó vớt ông mà đúng không? Nhưng mà nhờ ông niệm Phật mà cá mập không vớt, chỉ có mấy cái lòng tông rỉa. Không sao. 4 ngày 4 đêm các con. Công đức niệm Phật chưa? Nó bạn nghe không? Cái câu chuyện này tôi kể cho bạn nghe thấy chưa? Còn thêm một câu chuyện nữa bạn biết không? Cái đứa bé có 8 tuổi thôi. Nó ngồi chiếc xe đi với ba mẹ nó. Vậy mà nó đang chạy đường đèo nghe. Bởi vì tôi nói mấy bạn nghe, ngồi xe của cha mẹ chở đừng có giỡn. Giỡn bậy bạ té chết. Nó bé này nó giỡn. Té rầm. Lộn mấy tua. Gớt cái rầm. Cao mười mấy thước. Ba mẹ nó ngừng xe lại. Ẵm nó lên. Máu miệng máu mũi. Lúc đó ba mẹ nó nghĩ nó chết rồi. Thôi bây giờ chở đi bệnh viện coi cứu có được không. Thì trên đoạn đường cứ niệm Phật cho nó. Vậy mà bạn biết không, niệm Phật cho nó đến khi mà tới bệnh viện cái tự nhiên nó làm gì nè, nó thở lên cái nó khỏe lại, xong vô bác sĩ khám nó không có bị nội thương gì hết, chỉ chảy xước một chút thôi. Bạn thấy niệm Phật hay không? Quá hay luôn. Còn có con bé kia đeo máy niệm Phật, nó đi lỡ cái chỗ vắng vẻ lắm bạn biết không, thì có hai con ma xuất hiện. Một con mặt trắng, một con mặt đen. Hai con, một con mặt đen nó nói xô nó đi, xô nó đi. Con mặt trắng nói đừng có xô, nhỏ này niệm Phật đó. Mày xô cái đứa niệm Phật tội chết nghe không. Đó, nên câu chuyện thầy kể rõ ràng đó. Từ nơi đó mà tôi đeo máy niệm Phật, tôi dạy bạn bạn niệm Phật theo tôi nghe. Mình bắt cái điệu niệm Phật điệu chung lên, cái điệu nhanh á, trong đó có cái điệu nhanh nghe đó. Bắt lên cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm theo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hiểu không? Nghĩa là mình niệm mình còn nhịp nữa chứ. Ngồi xuống bạn niệm theo tôi nè nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hiểu không? Ồ mấy đứa vô chùa biết vậy ta niệm Phật nữa chứ. Con thấy không? Còn vậy là có phước lớn biết nhiều nói. Biết kể chuyện đó không? Mà mấy mà ba câu chuyện như đứa kể các con nhớ không? Đúng rồi, tao kể nhiều đó mà không nhớ nữa thôi. Thấy không? Thông minh mà. Người niệm Phật thông minh mà. Nghe kể chuyện là nhớ liền. Nghe không? Đó. Mai mốt biết kể chuyện cho người ta nghe. Từ nơi đó kể chuyện phải hấp dẫn. Đúng không? Rồi mình đi vô chùa thì bắt đầu là mình về, năm nay mình đi học. Mấy bạn hỏi: ủa bạn, tôi nghe nói năm nay bạn đi chùa hả bạn? Ừ đi chùa á, mấy tuần luôn á. Đứa kia hỏi: bạn vô chùa có vui không? Sao không vui? Nhìn mặt đẹp này biết vui à.
Ủa, vô chùa ăn chay ngon bạn? Nói, ngon lắm. Hiểu chưa? Mình kể cho các bạn nghe. Bây giờ các con vô đây á, ở trong chùa từ ăn cơm cho đến tu, các con biết kể cho các bạn nghe không? Đúng rồi, mình gì mình kể cho các bạn nghe. Qua cái bài học tập này nghe các con nghe, cái gì tốt là kể cho người ta nghe, gì kể chuyện cho người ta nghe. Đứa nào mà kể chuyện hay là hấp dẫn à. Mình kể chuyện mà mình thêm mắm, thêm muối một chút cho nó ngon. Hiểu không? Cái người mà kể chuyện gì người ta mê mình lắm á. Mà các con chơi với bạn, bạn nó cũng khoái con nữa. Tại vì mình kể chuyện hay, mình kể chuyện mình còn diễn sức nữa, thấy không? Giống nãy như đứa kể câu chuyện thấy chưa? Hai con mò. Một con mật điền, một con mật chàng. Thấy chưa? Nó kể chuyện là thấy hấp dẫn liền, thấy chưa? Chứ như mình lỡ mình kể nó đâu hấp dẫn gì đâu. Thí dụ mình kể bên đây có hai con me, con mặt đen, con mặt trắng. Trời, cái chuyện gì đâu mà nó yếu nhớt có phải không? Nó đã là ma thì là sợ, người ta sợ đúng không? Mình bên có hai con mò. Một con mặt đen. Cái chữ đen thì mình nói nè, một con mặt đen. Đen là buồn đúng không? Con mặt trắng. Trắng le lưng. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mình kể cái là thấy nó hấp dẫn liền vậy đó. Nó nên cái năng khiếu kể chuyện, khi các con đọc một câu chuyện mà các con kể rất là hay. Các con nhớ nè, cái khả năng kể chuyện á, nó không nhất thiết là mình phải kể y gan cái câu chuyện mà mình đã đọc qua. Nếu các con kể một câu chuyện mà đã từng đọc qua mà là y gan vậy luôn thì câu chuyện này kể không có hay. Hiểu không? Thí dụ như cái câu chuyện các con kể là nó phải phù hợp cái hoàn cảnh mà các con đang ở. Khi kể một câu chuyện là lợi ích cho người ta đang ở đó. Nên câu chuyện này gọi là kể sống động câu chuyện. Nên các con đi học con nhớ đó, kể chuyện gọi là sống động một câu chuyện. Giống như viết văn cũng vậy. Nếu như viết văn mà viết nó nguyên văn quá thì nó khô. Văn này nó quá khô khan à. Nó không có hay gì nữa chứ. Nên cái người viết văn là người ta có cái sức tưởng tượng cao độ lắm. Người ta tưởng tượng một làng quê người ta thôi, nó đâu có đẹp như đâu. Mà người ta tưởng tượng ở làng quê người ta từ con trâu, con vịt, con gà gì người ta viết kia. Nhưng mà tội động văn người ta đọc người ta thấy mê liền, đúng không các con? Nó, còn mình viết văn mà nó khô khan là đọc đến là biết văn mình dở à. À, có nghĩa là sân trường mình đâu có đẹp gì đâu. Vậy mà kêu tả về sân trường mình viết văn rất là đẹp. Cảm thấy như là trộn cái sân trường này mà người ta đọc tới cái văn của mình thôi là người ta muốn lỡ coi ngôi trường sao. Mình lỡ thấy ngôi trường mình nhìn đâu đẹp gì đâu, nhưng mà mình viết cái đoạn văn á, cái văn mình diễn tả rất là hay, ước ác, hiểu chưa? Đó, nên hay hay dở là do các con có sức sáng tạo về một đoạn văn. Giống như giờ nhà Đức ngồi nói chuyện các con đó, bây giờ nói đơn giản thôi mà các con thấy vui đúng không? Thấy vui thích nên thời gian nó qua rất là mau. Mới đây mà nó hơn nửa tiếng hồ, nó qua rất là mau luôn. Rồi khuyên các con niệm Phật, kể những câu chuyện niệm Phật, các con thấy không? Đó, rồi nói những cái việc mà cuộc đời các con nên cảm ơn. Thí dụ như qua những công đoạn gì đi, các con coi, các con nói à, trời ơi, mình đi về chùa, thầy dạy mình, rồi mấy cô lo cho mình, mấy cô nấu ăn cho mình, rồi mấy cụ thương mình. Thôi mình đi vô trong chùa, mình thấy mình không có tốn tiền cắt nào chứ, mà từ thầy, mấy cô, mấy cụ, mấy chú, mấy bác, mấy bạn, ai cũng dễ thương. Bởi vì thầy khuyên mình cảm ơn là đúng rồi. Nên mình vô đây mình chào thầy, chào mọi người. Khi mình đi về, thí dụ như mình sắp sửa về, các con á, chào thầy, chào cô, rồi chào các cụ già vô trong nhà bếp, thấy không? Các con á gặp các cô nấu ăn, rồi các cô bưng bê, dạ các cô ơi, con vô đây tu 2 tuần ở đây nhờ các cô nấu ăn cho chúng con ăn, nên bữa nay con lên được nửa ký hay 1 ký, thấy không? Con bây giờ con sắp sửa gì, cô
con xin cảm ơn cô, chúc cô ở lại sức khỏe nghe. Rồi chừng nào con sắp xếp được, lúc nào nghỉ học con vô chùa. Các cô nấu ăn nghe con ăn nữa nghe. Các cô nấu ăn ngon lắm, các cô về thương lắm. Con nói câu gì được không? Thấy chưa? Câu nói thôi không tốn tiền mà người ta thương mình, vì mình biết cảm ơn, biết chào hỏi, hiểu không? Đó, còn gặp mà đi vô không cần chào ai chứ nha. Đi về ôi ôi, đi về mà xách cái bị ba lô đi, đi kênh kênh vậy dễ thương các con. Nhận Đức hỏi con này vô mà không biết chào hỏi có lễ phép không? Về cũng không có chào hỏi ai chứ lễ phép không? Vậy cái người mà biết chào hỏi có lễ phép không? Đúng rồi. Thí dụ như giờ các con đi ở trong chùa gặp các cụ, rồi các con chắp tay A Di Đà Phật, vậy dễ thương không? Còn gặp các cụ quý thầy quý cô đồ gặp mà cái nhìn vậy nè, vậy dễ thương không? Đúng rồi. Vậy sao dễ thương được, gặp mà chú mắt nhìn. Còn bây giờ thí dụ như các con đang ngồi trên băng ghế chơi vậy đó, gặp quý thầy quý cụ hay là những người tu người ta đi ngang, các con đứng lên chào hay là ngồi im? Ngồi đứng mình chào một cái. Dù như thấy quý thầy đi ngang đứng lên A Di Đà Phật, rồi xong chờ quý thầy đi qua mình ngồi xuống mình chơi nữa. Có một chút vậy thôi nhưng mà các con lại là lễ phép, được người ta thương. Cái hành động nó gọi là lễ phép đó các con. Còn thí dụ như các con ở ngoài đời đi học đi, mình đi học về đi, thấy có người ngồi với cha mẹ mình nói chuyện, các con á bước vào các con khoanh tay lại, dạ con chào cô chú, cúi đầu, đó là người ta khen các con, nghe không? Còn thí dụ như mà đi học về mà đi thẳng vô luôn, không cần chào ai chứ nha, vậy dễ thương không? Nhớ đó nghe, tôi nhắc nhở rồi đó, nó về phải có lễ phép. Nó rồi hồi nãy nhắc là không có được buồn dặn cha mẹ la gầy. Đây nhỏ xíu xíu gì chứ biết buồn giận nữa đó, la đến cái mặt kỳ cục ghê. Bây giờ các con gì dễ thương lắm mà nhăn cái mặt thử cái coi, nhăn thử coi mặt, nhăn thử coi kỳ cục gì đâu ha, đừng có nhăn mặt nghe chưa. Con gái mà mặt nhăn nhăn là nó xấu đó nghe chưa. Mình không được đẹp mà gương mặt mình thường tươi vui là con gái đẹp. Người ta ví dụ con gái cũng như là hoa vậy đó. Mà hoa thì hoa nở đẹp hay hoa tàn đẹp các con? Đúng rồi, hoa nở đẹp chứ ai nói hoa tàn đẹp. Đúng không? Nó hoa nở là nghĩa là gặp người ta cái là gì? Lễ phép là nở, còn tàn là sao? Hiểu không? Nó ví dụ như người lớn người ta gầy mình, người ta sắp người ta dạy mình đi, mình đừng có bực bội mà người ta dạy mình mà cái mặt mình gì nè, người ta dạy mình bình tĩnh vậy nè các con, lắng nghe để mình coi cái gì mình không phải mình sửa, các con hiểu không? Còn lỡ người ta nói quan mình thì sao? Thì thôi, kinh nghiệm về sao mình đừng có phạm. Bây giờ chỉ cần la quan mình cái thôi, cha mẹ gầy mình cái thôi, bây giờ các con đang bấm điện thoại, cha mẹ la các con để nghỉ đi chơi đi, đi ngủ, mình im gu, nghỉ chơi nghe, ba mẹ kêu con nghỉ nghe, không có chơi nữa nghe. Các con để cái điện thoại xuống cái chân, thấy không? Vậy là dễ thương không? Cái đó là tội đó nghe. Có đứa bé nhỏ kìa, nó kênh với cha mẹ nó. Bây hổm giờ nó vô chùa, bây hổm tới giờ cần cổ đỡ đỡ lại. Các con biết rằng mẹ nó la nó các con, nó làm gì nè, màu đó vậy, làm nhiều lần lắm. Cứ mẹ nó la nó làm gì nè, nó kênh vậy đó. Cuối cùng bữa đó nó làm gì dính luôn các con.
rồi à. Dính luôn. Tại kênh cha mẹ, hay nguýt cha mẹ. Có đứa bé nào ở đây hay nguýt cha mẹ không? La đến mà buồn giận hay nguýt có không? Bây giờ tôi hỏi nè, trước ngôi Tam Bảo nè, đưa tay lên sám hối là hết tội nè. Có không? Đưa tay lên coi. Không, nó thấy chưa? Không mà đưa tay quá trời luôn. Đưa tay cao lên. Rồi đó nghe, bây giờ trước Tam Bảo mấy đứa nhỏ này nó sám hối rồi đó. Hồi đó giờ cha mẹ la gầy mà có hấy nguýt lại. Hồi bây giờ cầu Phật gia hộ cho các cháu, từ hôm nay sửa đổi lỗi lầm, đừng có hấy nguýt cha mẹ nữa nghe. Trời ơi, rồi để tay đi con. Hấy nguýt cha mẹ nó lé luôn đó. Bé đó nó bị lé rồi kìa. Tự nhiên cha mẹ nó la nó làm gì nè. Dính luôn à. Vậy mà tới bây giờ luôn chưa hết. Có ghê không? Sửa nghe chưa? Bây giờ trước ngôi Tam Bảo rồi, sám hối rồi đó. Mà về mà cha mẹ la mà còn dậm chân dậm cẳng sụ cái mặt, là có chừng nó méo cái mặt luôn. Cái kiểu mà nó sụ cái mặt nó dính luôn. Dính cái mặt lại luôn, gán mà chịu nghe chưa? Mà đó là tội nặng nhất. Cha mẹ mà mình dám kênh lại, mình dám hỗn lại với cha mẹ là tội. Còn nhỏ mà đã gì rồi, nên những đức dạy rồi các con sửa nghe chưa. Mà ngoan nữa là về nghe. Hoặc là gặp cha mẹ vô chùa này nè, vô rước mình. Nghe không? Các con ngoan, các con làm gì nè. Chắp tay lên. Mẹ, 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 cha, cha. Giờ thầy dạy con á, con mới thấy con có lỗi dữ lắm. Con ở nhà cha mẹ la con khi con dậm chân dậm cẳng, con sụ mặt con kênh lại. Bây giờ thầy nói đó là tội nặng dữ lắm, nên con đưa tay lên con sám hối với Phật rồi. Từ hôm nay con không có gì nữa. Bây giờ con xin lỗi cha mẹ, từ hôm nay con không dám gì nữa nghe. Các con nói gì được không? Cái gì tôi thấy cái gì cũng tược tốt dữ lắm. Mà mấy người mà không sửa là tội dữ lắm đó nghe. Ừ, hỏi cái gì cũng được. Hỏi có buồn không? Dạ. Vậy vậy có không? Đưa tay coi. Dạ có. Sao mấy người tôi thấy ngộ ghê. Đó. Nên bây giờ nhắc rõ ràng là về nghe là cái buổi này đi, để các con ngoan và sống luôn luôn biết ơn nghe không. Đã biết ơn là không có buồn giận ai hết trơn á. Biết ơn thì báo ơn, chứ không buồn giận ai hết trơn á. Những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho các con luôn luôn có sức khỏe và thông minh, đi đến chùa biết niệm Phật rồi nghe Pháp, rồi các con được cái phước báo này, các con được thông minh, các con học giỏi, các con có sức khỏe, và lớn lên bé nào cũng thành đạt hết trơn á. Đứa nào cũng được sống đặc biệt, đi đâu ai cũng thương, vì biết ơn có lễ phép nên ai người ta cũng thương các con. Những đức nguyện Tam Bảo gia hội các con. Và như ngày Chủ nhật này những đức chia sẻ Phật Pháp, bao nhiêu ngàn người đã nghe. Những đức nguyện đem cái phước này hồi hướng các con. Cầu nguyện các con được bình yên, sống luôn luôn tốt đẹp nha. Nên nhớ những đức kể cho các con nghe câu chuyện này nữa nè. Có đứa bé này ở nhà ba mẹ nó thường quýnh nó. Ba mẹ nó thường quýnh nó lắm các con. Nhất là ba, mỗi lần nhậu về là ổng ưa quýnh nó. Xong nghe nó lại chùa mình, nó hỏi thầy, thầy, ba con mỗi lần nhậu vô là ba con ưa quýnh con lắm thầy. Những đức dạy cháu nghe. Con, mai mốt á, mà ba con ổng đánh con đó, lúc trước con không có niệm Phật đúng không? Nó dạ không. Bây giờ nghe, con nhìn ba con làm gì nè. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Những đức dạy bé đó con. Xong nó về ba nó chuẩn bị đánh nó, nó nhìn ba nó niệm, mà nó niệm thê thảm lắm. A-di-đà-phật. Vậy mà ba nó bỏ đi mất tiêu luôn, không đánh.
Từ đó về sau ba nó không có đánh nó nữa. Cái con thấy công nhận cái câu vật hiệu nó hay chưa? Ví dụ như ai chửi, ai đánh mình, ai ghét mình niệm A Di Đà Phật. Các cháu nhỏ đây, bé nào sợ ma đưa tay nha con. Sợ ma đưa tay nhanh thấy ghê. Mà các con có thấy con ma không? Thôi để tay nó đi. Không thấy ma mà sợ má gì? Nhưng mà các con biết làm cách nào để không sợ ma không? Cách nào? Đúng rồi, niệm Phật. Các con nghe nhà Đức kể câu chuyện mà cái cô đó niệm Phật mà con ma xuất hiện, mà cô niệm con ma nó lui không? Có nghe chưa? Cái cô này cô đang ngồi cô niệm Phật vậy đó, mà tự nhiên con ma nó xuất hiện, nó sắp sắp lại gần cổ. Thì cô niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con ma lui 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 ra. Cô niệm yếu lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó sắp lại. Vậy mà cô niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó xích ra. Thấy chưa? Thì các con biết cái câu Phật hiệu hay cỡ nào chưa? Đứa nào mà nhút nhát đi bằng đêm sợ ma có con gì sao không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đeo cái máy niệm Phật của những đức đi theo đúng không? Đi đâu cũng để trong cái gì? Cái cặp, đúng rồi, cái cặp. Đi đâu cũng để cái cặp. Chứ để trong cái váy gì? Đúng không? Đi đâu cũng để trong cái cặp nghe chưa? Nó lúc nào cũng đem ra niệm Phật. Các con hiểu không? Vậy thì nó lợi ích rất là lớn. Rồi bây giờ nè. Lấy máy niệm Phật ra chuẩn bị nè. Tặng cho các cháu nè. Cho cháu, mỗi cháu một cái máy niệm Phật. Nói làm liền luôn đúng đó con. À. À, bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng đi các con. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.